Vụ người đàn ông xuống tay với người phụ nữ trong quán Phúc Long hé lộ khoảnh khắc đi mua hung khí ở tạp hóa gần đó. Liên quan đến vụ án trong quán trà sữa cà phê nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, theo thông tin trên báo Lao động, đến hơn 22 giờ ngày 15 tháng 7, Công an quận 12 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông HVH, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và bà MTV, sinh năm 1982, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, vào khuya ngày 15 tháng 7, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Cũng liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, một số người dân quanh khu vực cho biết khoảng 18 giờ ông H và bà V đi xe máy tới quán trà. Sau đó, trong lúc trời mưa khá to, ông H rời khỏi quán trong trạng thái căng thẳng. Người đàn ông không mặc áo mưa mà chạy sang tiệm bán tạp hóa đối diện quán trà như để hỏi gì đó. Theo một số người dân, thời điểm này ông H qua quán để hỏi mua hung khí. Ông H được miêu tả mặc áo thun có cổ màu đen, quần jean, đi giày đen, tay đeo đồng hồ. Tuy nhiên, quán này không có bán vật nhọn mà ông cần mua. Người đàn ông lúc này tỏ vẻ khá căng thẳng, liên tục dò đầu bứt tóc, một người dân cho hay. Khi được nhân viên cửa hàng thông báo không có bán vật nhọn, ông H bỏ chạy sang quán gần đó dù trời đang mưa lớn. Ông H sau đó quay lại quán trà. Ít phút trôi qua, người dân khu vực nghe nhiều tiếng kêu ở quán trà và phát hiện ông H và bà V đã không qua khỏi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, một đoạn camera an ninh trong quán trà sữa ghi lại toàn bộ sự việc cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông H ngồi cạnh bà V nói chuyện, đối diện còn có một phụ nữ trung niên. Cả ba người ngồi gần cầu thang cách đó vài mét, còn có một cô gái ngồi uống nước. Trong lúc ông H đang nói chuyện thì bà V bấm điện thoại, người phụ nữ ngồi cùng rời đi đâu đó. Đúng lúc này, ông H đứng dậy cầm vật nhọn xuống tay với bà V, rồi làm chuyện dại dột sau đó. Sự việc khiến nhiều vị khách bất ngờ vì diễn biến quá nhanh nên không ai có khả năng ngăn cản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến các bạn trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.